Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Tổng quan vòng 18 V-League 2022, chờ ông Thành tái xuất. Nếu chờ đợi một nét tươi mới thì chuyến làm khách trên sân Hoàng Anh Gia Lai của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là đáng để lưu tâm bởi màn tái xuất của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Còn ai hướng đến thành tích cao, hãy hướng ánh mắt đến sân Hàng Đẫy, nơi có trận đấu giữa đội đứng thứ 2 Viettel đấu với đội đứng thứ 3 Hải Phòng đua vô địch. Không thắng là thất vọng, quân của câu lạc bộ thành phố không hề yếu. Yếu sao được khi hàng loạt cầu thủ như Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Ngọc Đức đều từng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở V-League, thậm chí ở đội tuyển quốc gia. Đó là chưa kể họ có ngôi sao Lý Nguyễn Đình Đám. Điểm yếu của họ là vấn đề tâm lý, bởi thời gian qua họ bị bủa vây bởi chuyện tài chính do không được giải quyết một cách thỏa đáng. Chính yếu tố ấy tác động đến tâm lý của cầu thủ, khiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chỉ thắng một trong 7 trận đấu liên tiếp gần nhất và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Đội nhà thua tới tấp, tướng cũng dụng liên tục để rồi ông Vũ Tiến Thành trở thành huấn luyện viên thứ tư ngồi vào ghế nóng chỉ sau 18 vòng đấu. Trở lại V-League sau một thời gian đi khỏi đội Sài Gòn FC, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn giữ phong thái tự tin như tính cách vốn có. Ông cũng biết cách để đẩy áp lực ra xa khi cho rằng sóng ngầm ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là do truyền thông. Chắc chắn, mục tiêu top 6 bây giờ là xa vời. Cái đích của câu lạc bộ thành phố là trụ hạng. Để hy vọng thoát khỏi vị trí đáy bảng, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành phải thắng Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến làm khách này. Ông Thành không có phép màu nhưng lợi thế của ông hơn hẳn 3 người tiền nhiệm trước khi các cầu thủ đã thông cái đầu do được lãnh đạo câu lạc bộ chi trả 40% phí lót tay đang nợ. Cú mở kết này còn hơn là phép màu dành cho tân thuyền trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Một lợi thế tâm lý nữa cho ông Thành là khi còn dẫn dắt Sài Gòn FC, đội bóng của ông từng hạ Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Kiatisak 1-0 ngay tại sân Thống Nhất ở mùa giải 2021 bị hủy bỏ. Hơn nữa, sóng ngầm là do truyền thông nên không có gì đáng để bận tâm về nội bộ của đội. Rõ ràng, có quá nhiều thuận lợi cho câu lạc bộ thành phố trước cuộc chạm trái với Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ là lúc cần tài của ông Vũ Tiến Thành xoay xa bàn chiến thuật. Nếu đội khách không kiếm được điểm thì sẽ là nỗi thất vọng lớn, nhất là trong bối cảnh chủ nhà không còn chơi trơn tru như trước, thiệt ngon hay thiệt nguội. Hà Nội FC đứng bên ngoài cuộc chơi ở vòng này nhưng cuộc đua vô địch vẫn rất sôi đội khi hai đội bóng đứng sau là Viettel và Hải Phòng chạm trán nhau. Vị trí của hai đội chỉ được xác định bằng những chỉ số phụ mong manh nên một chiến thắng sẽ giúp cho Viettel và Hải Phòng bứt lên để có thể rút ngắn cách biệt với Hà Nội ở ngôi đầu. Với những gì người hâm mộ thấy trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu tại Hạng Đẫy về lý thuyết là một trận đấu đáng được chờ đợi, có thể nảy lửa giữa cầu thủ hai bên bởi sự thành bại của đội nhà trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, một bữa tiệc ngon nếu nhìn vào vị thế của Viettel và Hải Phòng có thể trở thành một bữa tiệc nguội nếu hai đội chơi thận trọng quá mức, phòng ngự phản công theo thói quen chiến thuật du ngủ của mình. Nhưng hy vọng, cả Viettel và Hải Phòng sẽ thể hiện được phẩm chất của những ứng cử viên vô địch để có thể cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn. Cũng trong cuộc đua vô địch, thất bại trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vừa qua khiến cho Topland Bình Định không thể rút ngắn với Hà Nội mà còn bị các đối thủ qua mặt. Vì thế, đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng thừa hiểu, một kết quả ngoài 3 điểm trên sân Nam Định sẽ khiến cho họ đối mặt với sức ép lớn hơn trong chặng đường phía trước. Nói cách khác, thắng Nam Định là mệnh lệnh đối với Bình Định. Các huấn luyện viên mới ra mắt như thế nào? Cho đến thời điểm này của V-League 2022, đã có Viettel, Nam Định, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh thay huấn luyện viên trưởng. Đa số các đội bóng thay do thành tích đi xuống nên cần một gương mặt mới để hy vọng vào một cuộc hồi sinh. Nhìn lại thành tích cho thấy, nhiều huấn luyện viên đã có màn chào sân thành công mỹ mãn. Viettel trong ngày đầu cầm quân của ông Beji Won đã có chiến thắng 2-1 trên sân Hải Phòng. Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cũng có 2 trận thắng liên tiếp sau khi thay ông Đặng Trần Chỉnh. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đem về 2 trận thắng liên tục cho Nam Định sau khi thay ông Nguyễn Văn Sĩ. Chỉ có huấn luyện viên mới ở thành phố Hồ Chí Minh là không giúp cho đội nhà có trận thắng nào trong ngày đầu cầm quân. Trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền, ông Nguyễn Hữu Thắng cùng thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 1-2 trước Bình Định. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sau đó thậm chí còn có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng nên đã từ chức huấn luyện viên trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về vòng 18? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!